Trước khi ông bà mỗi người chỉ được ngồi một lần trong ngày hôn lễ. Tất cả những đồ vật cổ đều được bảo quản rất kỹ lưỡng. Những đồ vật cổ mà chúng ta chỉ có thể được nhìn thấy trong phim ảnh hoặc sách báo, bây giờ được nhìn thấy tận mắt như thế này thật sự rất sinh động. Ở đây có hai hình nộm mặc Hanbok rất sặc sỡ. Ở đây là khu vực nào vậy ạ? Vâng, đây là khu vực trưng bày đám cưới truyền thống của Hàn Quốc. Ở đây chúng tôi làm rõ sự khác nhau giữa lễ phục mặc trong hôn lễ truyền thống và hôn lễ hiện nay. Hoặc ngày xưa khi kết hôn thì người ta đã trang điểm như thế nào? Hơn nữa, chúng tôi cũng làm rõ được những loại quần áo như wonsam hay samogwande mà những người phụ nữ và người đàn ông mặc trong ngày hôn lễ truyền thống. À, vậy thì trong hôn lễ truyền thống thì người ta mặc những bộ đồ hanbok và sử dụng những đồ vật như thế này đúng không ạ? Vâng, đúng rồi đó. Thật sự màu sắc của những bộ đồ này rất đẹp và sặc sỡ. Khu triển lãm trưng bày những bộ trang phục truyền thống và đặc biệt là lễ phục truyền thống. Dạo này cũng có tương đối nhiều người quan tâm đến truyền thống. Váy cưới kiểu phương Tây cũng rất đẹp, nhưng lễ phục truyền thống vừa sạch sỡ, vừa không mất đi vẻ thanh lịch như thế này, khi mặc lên lại mang những ý nghĩa rất sâu sắc. Những đồ trang trí Hanbok hay trang sức ở đây đều rất đẹp và bắt mắt. Ở đây có cả kén tằm và gùa quai tơ, đây là khu vực nào vậy ạ? Ở đây chúng tôi giới thiệu đến cách mà tổ tiên của chúng ta đã làm ra quần áo mặc như thế nào. Chúng tôi đã làm rõ được cách người xưa xử lý những kén tằm như thế nào, kéo những sợi tơ từ kén tằm ra sao, cuộn những sợi tơ đó ở đâu, cho đến việc đan những sợi tơ đó thành vải để may áo. Quá trình này gọi là quá trình dệt vải. Sau khi đã làm xong vải rồi, thì người ta sẽ cắt tỉ mỉ những con côn trùng còn dính trên vải. Tiếp theo sẽ sử dụng ba la để la phẳng vải và dùng vải đó để may hanbok để mặc. Khi nghe cô nói về những thứ này, tất cả đều được học trong sách khi còn nhỏ. Bây giờ được nhìn tận mắt như thế này, tôi đã nghĩ, ôi, hóa ra chính là nó, thật sự là rất thú vị. Cảm ơn cô đã cho chúng cháu biết những thông tin rất thú vị. Ở đây đang tổ chức chương trình giáo dục tìm hiểu văn hóa truyền thống. Tôi quyết định sẽ tham gia nó. Tại bảo tàng của chúng tôi có không gian để cho trẻ em học về nghi thức uống trà hoặc những nghi lễ thời xưa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn về cách thức uống trà một cách thật đơn giản. Đầu tiên là nước nóng. Cái này được gọi là suku, rót vào khoảng chừng này. Sau đó ấm trà này được gọi là daewan. Mở ấm trà này ra và từ từ đổ nước nóng vào trong này. Sau đó đóng nắp ấm trà lại. Tiếp theo là nhấc ấm trà đưa về phía người của mình và xoay theo chiều kim đồng hồ 2 vòng. Làm như thế này đúng không ạ? Vâng, cứ xoay như vậy là đúng rồi đó. Dùng khăn tay giữ nắp ấm trà, sau đó từ từ rót vào chén trà như thế này. Đợi cho ấm trà được làm nóng lên, rồi mở nắp ấm ra, cho trà vào ấm. Đổ đầy nước vào suku. Sau đó đổ nước ở suku vào ấm trà, rồi lại đậy nắp ấm trà vào.